Bữa nay em tiếp tục đăng lên trên kênh YouTube với giao bò cho khách đó anh chị, cần sai ha. Anh chị có nhu cầu bắt bò số lượng lớn liên hệ trực tiếp bên trại giùm em ha anh chị. Lượng bò em về cũng khá là đông anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt bò cá lôi mình anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi nè, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh đó ha anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt bò số lượng lớn cứ liên hệ trực tiếp bên trại giùm em ha anh chị. Đây, rất là bự bò ha. Rất là nhiều bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em ha. Đây, rất là nhiều bò anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài những bò gì cứ alo giùm em. Đây. Rất là đông ha anh chị. Và mã số 1 anh chị, hai con đực một coi ha. Bò này cứng bò hết anh chị ơi. Năng gươm mạnh khỏe bình thường ha. Cặp bò này hiện tại em đang bán giá tại trường của em là 9,5 triệu anh chị. Một cặp đực giá 9,5 triệu. Bò này cái chiều cao đó em lo tầm khoảng 80 trở lên anh chị ơi. 80 trở lên tí à. Ăn uống là rất là mạnh ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 1 cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Đây là có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận em đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. 9,5 triệu cho cặp đực mùa coi anh chị, hai con đực kem ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo trực tiếp bên em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng nè, Hậu Giang nè, Đồng Tháp nè, An Giang, nhà đây là Tiền Giang, chợ gạo anh chị. Em đang có chuyến xe về chợ gạo anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận này với xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo trực tiếp bên em. Đây, đây con bò này rất là bóng anh chị ơi. Đó, ăn rất là bóng ha. Đó, anh chị thấy không, tướng tá là xương sóc bự chứ không phải là xíu anh chị. Anh chị là có giống cách muốn mua được á, liên hệ trực tiếp bên em ha. Mã số 1 giá tại trường của em là 9,5 triệu, 9,5 triệu cho cặp đực ha anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 1 cứ alo giùm em. Bò này rất là dài đòn anh chị, xương sống rất là sạch bò. 9,5 triệu mình sẽ uống được một cặp đực một coi anh chị. Cái đợt chiều cao em đo nó chạy lung tung tầm khoảng 80 phân đi anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á cứ alo giùm em. Đây, rất là bự bò anh chị, nó chòm đang rất là mạnh. Anh chị có nhu cầu bắt á mã số 1 alo giùm em. Giá tại chỗ em là 9,5 triệu, 9,5 triệu cho một cặp đực ha. Đây, rất là bóng nha. Một con thì em chua nó tắm rửa gì nó hơi ướt á, lưng quay thì nó cũng giòn giòn mò nó cũng mở chứ không phải lép xẹp anh chị. Đây cái dàn lưng này ha. Đó, con này thì rất là bóng anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á alo giùm em. Giá tại chuồng em là 9,5 triệu một cặp đực một con ha. Bò này là nói chung là cứng ngắc hết trơn anh chị, không sợ mình nuôi sợ chết ha. Ăn rất là mạnh bò. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số số 1 cứ alo giùm em. Giá tại chuồng của em là 9,5 triệu một cặp ha. 9,5 triệu. Đây. Đó anh chị thấy không? Đó, một cặp ha. Giá tại chuồng em là 9,5 triệu. Đây. 9,5 triệu một cặp được ha anh chị. Một mã số 2 anh chị, em show một con B xám anh chị. Em show 3 con ha. Nói chung là chủ nào là bắt được là em show 3 con hết anh chị. Con này chiều cao nó tầm khoảng 90 phân ha anh chị. Cái con này nó lùn hơn tí. Đây. Nó giờ hay anh chị. Lưng qua là đều hở hết anh chị thấy không? Bò này rất là cứng anh chị, nó hơi chả nắng anh chị, nó chả chả cái mình khó coi ha. Bò này là luồng tháng tầm khoảng 5,5 tháng anh bò anh chị, rất là mạnh bò. Ba em show 3 con, 2 con kem, 1 con ba bê xám. Em show 3 con cho anh chị dễ xem ha. 3 con này hiện tại đang bán giá tại chuồng của em là 23 triệu anh chị ơi. 3 con giá tại chuồng em 23 triệu, em show 3 con ha. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 2 cứ alo trực tiếp bên em. Bò này xương sóc đứng thẳng gẳng, không thùng ruột không cuốn gói anh chị. Anh chị nào thích mẫu bò này cứ alo giùm em ha. Mông đít thè lè anh chị. Đây anh chị thấy con kem này là tính mấy phần yếu mát không anh chị ơi, còn xương nè. Em bán giá tầm trung để cho anh chị về mình nuôi vỗ béo ha. Lâu lâu em được lóc được giá rất là mềm mềm như vậy anh chị. Anh chị thích mẫu bò mà giá tầm trung á cứ alo giùm em ha. 23 triệu cho 3 con đực, 1 con 3B6. Em chưa có tắm rửa nên cho nên nó không được bóng bò anh chị. Ăn uống rất là mạnh bò anh chị. Anh chị bắt hết cứ alo trực tiếp bên em ha. Giá tại chuồng của em là 23 triệu. Bò này tầm khoảng chín mấy phân không anh chị ơi, chín mấy phân không ha. Đó. Đây anh chị thấy là rất là ok ha anh chị. Đó, con này bự chảng luôn anh chị, giá rất này rất là mềm ha anh chị. Bò này em bán giống như bán bê anh chị, bò được bán như bán bê ha. Bên em chạy bên em là em mới cần bán số lượng ha anh chị, cho nên anh chị bắt á cứ liên hệ trực tiếp bên em. Anh chị bắt bò đực và gần bên em á thì em ghép xe đi khỏi tốn tiền anh chị. Đó, 3 con giá tại chuồng của em là 23 triệu, mã số 2.
anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Đây anh chị thấy con này pin ghê không anh chị, con kia cắm đầu ăn không rất là pin bò. Đây em quay hết chi tiết cho anh chị xem ha, rất là bự bò, nói chung là em quay rất là xa anh chị. Đó, về tơ ta kịp tắm rửa gì hết anh chị ơi, rất là bự bò ha. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho ba con đực, mã số số 3. Đó, rất là pin lực ha anh chị, 23 triệu. Em show hết ba con anh chị, anh chị bắt lẻ này nó có giá khác anh chị. Nói chung là anh chị bắt hết giùm em anh chị ơi, bò này rất là mềm ha. 23 triệu cho mã số 2. Đây con này rất là bự bò luôn anh chị, ăn rất uống rất là mạnh hết, không còn gống dứt nữa anh chị ơi. Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là dài đòn. Đó, anh chị thấy là xương có cối không chị? Đó, em đưa cái giá để tầm trung á, cũng máu em rất là nhiều anh chị, em bán trên kênh là cũng rất là lâu, cũng nhờ anh chị tin tưởng bắt số bò đực của em lúc trước á, anh chị quay lại á. Bên em thì chuyên về mẹ con bò đực, cái thịt cái cạo. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây anh chị thấy không, nó bự cảng luôn anh chị ơi. Ba con mã số 3, giá tại chuồng của em là 23 triệu, 23 triệu cho mã số 3 ha anh chị. Đó, anh chị thấy không, rất là bự biên lực, cục kịch. Đây mã số 3 ha anh chị, em quay từ xa để cho anh chị xem ha, rất là to bò. Mã số số 3 anh chị, đây một con cân trắng giấy, một con cân vàng ha anh chị. Bò này chiều cao nó tầm khoảng chín mấy phân không anh chị ơi. Anh chị gần xa mà có yêu cầu bắt mã số 3 liên hệ trực tiếp với anh chị. Lương tháng nó tầm khoảng từ 5 tháng rưỡi trở lên anh chị. Lương nhất anh chị, nhưng qua là thà lè không anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 3 alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là bự bò anh chị, có bóng lửa luôn ha. Còn bò này hiện tại em đang bán với tại chuồng em là 15 triệu anh chị. 15 triệu cho một cặp đực kem anh chị. Đây, lưng xương sóc đứng rất là ok anh chị. 15 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em ha. Hàng pin lực không anh chị ơi. Con kia tắm mới về nước anh chị. Bò này rất là đẹp bò anh chị. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo và mã số 3 cứ liên hệ trực tiếp với anh chị. 15 triệu cho mã số 3. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha. Rất là pin lực anh chị. Xương sóc đứng rất là thẳng gẳng ha. Con nào cũng mấy cũng ok. Đây. Mã số 5, mã số 3 chứ. Mã số 3 giá tại chuồng em là 15 triệu ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng. Cực kỳ ha anh chị. Đây, rất là dài đòn. Còn chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 3 alo giùm em. Giá tại chuồng của em là 15 triệu một cặp ha. Giá này tầm trung anh chị, rất là biên lực anh chị ơi. Đây. Con kem vàng là bự hơn tí anh chị, hơn con kem trắng. Giá này giá tầm trung á. Còn chú anh chị nào có nhu cầu xài alo em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng này, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang anh chị. Các tỉnh lân cận này em được chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Còn chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, mã số số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Đây. Giá tại chuồng của em là 15 triệu. 15 triệu một cặp ha anh chị. 15 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Đây. Rất là sạch bò anh chị. Bóng rất là mượt. Con này là rất ok anh chị ơi. Rất là sạch bò. 15 triệu cho một cặp kem anh chị. Bò này chiều cao nó tầm khoảng 9 mấy phân, yếu mét tí anh chị. 9 mấy phân ha. Rất là sạch ha. Đây. Anh chị thấy nó bự ghê không anh chị? Bò này lỡ bò, em về một bắt bò được giá tầm trung vậy á. Anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp bên em ha. 15 triệu. Đây, rất là bóng bò anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 15 triệu một con kem trắng, một con kem vàng ha. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ bên em ha. Rất là to anh chị. Anh chị thấy không? Rất là to. 15 triệu cho mã số 3. Số 4 anh chị, hai con cái xác tách con ha. Con này chiều cao nó em đo giữa lưng là yếu 1m2 anh tí anh chị. Trên 1m1 con sau là 1m2 bò ha. Anh chị thấy cái sữa này anh chị, cực kỳ mát sữa luôn. Đúng chà bá lửa luôn anh chị. Đây, con bò này hiện tại em đang bán cho tại chuồng em là 15 triệu anh chị. 15 triệu á. Cái con này còn khá là thật ha. Con kia dẻo tàn lớn mới tách con anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á cứ alo trực tiếp bên em ha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 15 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Mã số 4 đang lên giống luôn chị, giống rồi, đang lên giống luôn ha. Đây,
15 triệu cho một cặp cái xác anh chị. Con này bán thịt luôn anh chị, con này là tầm khoảng 60 kg anh chị. Con này là mắc tiền hơn cái con đằng bự kia anh chị. Con kia là cái xác ha. Anh chị đằng xa có nhu cầu á, mà số 4 có liên hệ trực tiếp bên em ha. Giá tại chuồng của em là 15 triệu. Mã số 4, hai con cái xin anh chị. Hai con cái xin, giá tại chuồng của em là 15 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mình xài những mẫu bò mà cái hàng xác thì cứ alo trực tiếp bên em ha. Lượng bò em về cũng khá là đông anh chị ơi. Này, xin sóc anh chị. Cái sữa anh chị thấy mới tách ra chà bá lửa luôn ha. Này. Rất là to bò. Quá trời bự luôn anh chị ơi. 15 triệu cho một cặp cái xin ha anh chị. Anh chị thích mẫu bò mà cái xác xác mà nhỏ là cứ liên hệ trực tiếp bên em anh chị. Để em giúp xe giao cho anh chị ha. Giá tầm trung anh chị ơi, anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp bên em. Giá tại chuồng của em là 15 triệu cho một cặp cái cát sắc xin. Rồi, rất là bự bò anh chị. Con này là thịt thà là dư luôn anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha. Em được một cặp cái sắc xin anh chị, đuôi là lết phết luôn. Nó đùi là còn nguyên luôn anh chị. Con này thì mỏng hơn nhưng mà được cái xác đàn lớn mới tách con. Anh chị có thích mẫu bò này cứ alo giùm em ha. Đây. Rất là bự bò anh chị. 15 triệu một cặp xác xác xin anh chị. 15 triệu. Con này đang giống rồi anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt cứ alo giùm em ha. Ăn uống là ok. Tục mã số 5 anh chị. Đây, hai con đực ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt hai con 3B cứ liên hệ trực tiếp bên em anh chị ơi. Bò này luồn tháng tầm khoảng 5 tháng rưỡi anh chị. Lưng nít dài đòn ha. Đây. Đây, bò này chiều cao tầm khoảng 9 mấy phân nha anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 liên hệ trực tiếp giùm em. Cặp bò này hiện tại em đang bán giá tại chuồng của em là 10. Đây, cặp bò này hiện tại em đang bán giá tại chuồng của em là 16 triệu anh chị cho hai con đực 3B. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho anh chị. Hàng pin lực không anh chị, lưng vai đều hỏi anh chị. Bò này luồn tầm khoảng 9 mấy phân anh chị. Đây, rất là sạch bò. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Mã số 5, giá tại chuồng em là 16 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận em đều có xe ghép hết anh chị ơi. Xương sóc đứng thẳng lẳng dài đòn cực kỳ anh chị, móng sò xương sóc đứng thẳng anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Đây, rất là đẹp bò anh chị, rất là dài đòn ha. Anh chị thấy không, rất là bự pin lực ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo mình giùm em ha. Đây, rất là dài, rất là pin lực anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 alo giùm em. Bò này luồn tháng tầm khoảng 5 tháng rưỡi trở lên anh chị. 5 tháng rưỡi. Nó đang thay màu lông anh chị, tại vùng 2 là nó bắt buộc nó phải gớt cái màu lông vàng vàng vậy anh chị. Đây. Đó, rất là dài rồi anh chị. Pin lực. Đây. Rất là pin lực anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo giùm em ha. Con nào cũng như con nãy anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 alo em. Bò này luồn tháng cái loại cái chiều cao nó tầm khoảng 90 phân trở lên anh chị. Từ 90 phân trở lên ha. Chín mấy phân anh chị ơi, nó lẻ lẻ các em không nhớ anh chị. Mình quay nhiều cái không nhớ á. Đây. Từ 90 trở lên ha. Giá tại chuồng của em là 16 triệu. Cho cặp có mã số 5 anh chị. Cặp 3B 16 triệu. Đây, rất là sạch bò anh chị ơi. Đó. Đây, rất là sạch ha. 16 triệu cho cặp được 3B. Mã số 5. Rất là dài đòn anh chị. Pin lực, pin lực. Đây. Mông đít là thè lè không anh chị. Đó, anh chị thấy không? Lưng quay là thè lè hết. Đây. Anh chị thấy không? Rất là cái tướng rất là dáng rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, alo giùm em anh chị, bữa nay em về tối quay nó hơi trễ anh chị. Rất là bự bò. Cứng tá rất là ok ha. Đực mã số 6 anh chị, mẹ 3B mới đẻ đứa đầu, chính con đực 3B bông anh chị. Con mẹ này em đo ngay cái gúng lên là tầm 1m2 bò anh chị. Đực 3B bông là cực kỳ đẹp anh chị ơi. Giá tầm trung. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt bò mã số 6 cái liên hệ trực tiếp bên em ha. Con mẹ là còn cũng khá là mập anh chị ơi. Con mẹ là rất là sạch bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ anh em ha. Mã số 6. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 16 triệu anh chị. Cho số chẵn luôn. 16 triệu cho mẹ con đực 3B. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp bên em. Đây, rất là sạch bò. Đây, rất là đẹp ha anh chị.
Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài những mẫu bò mà pin lực gì cứ alo mẹ em anh chị. Mà ông Tú em nó rị luôn ha anh chị. Nó ăn nè, cực kỳ mạnh luôn anh chị ơi. Anh chị thích những mẫu bò mà ba b mà đầu vút thì cứ alo mẹ anh chị. Đầu trụi ha. Đó, con mẹ là xương sóc móng sò đứng thẳng gẳng rất là đẹp bò. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt mã số 6, giá tại chuồng em là 16 triệu, cứ liên hệ trực tiếp bên em. Bò là rất là sạch ha anh chị. Nói chung về những mẫu bò cũng muốn bán cho anh chị để anh chị nuôi kiếm thêm lợi nhuận ha anh chị. Đây, con thì nói chung là rất đẹp anh chị, rất là bóng. Anh chị thấy không? Lưng quay rất là hở, rất là pin. Đó. Giá tại chuồng của em là 16 triệu. Đây. Rồi, rất là đẹp bò ha anh chị. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ bên em ha. Những mẫu bò như vậy mình nuôi rất là lợi nhuận anh chị. Đính được 3B rất là bông, 3B bông anh chị. Con mẹ tàn sát rất là lớn. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cái alo giùm em ha. Đây anh chị. Khủng khiếp không anh chị? Ăn họng 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 luôn. Đó. Rất là bự. Con mẹ em đo ngay cái gúng lên là 1m2 bò anh chị. Bò này đã tầm một lứa bò, chính con được 3B. Giá tại chuồng em là 16 triệu. Đây các.